Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh chị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người cái tử vi vận hạn 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Một trong những cái tuổi mà có nam mạng lẫn nữ mạng, có cái sao sao chủ của năm không hề tốt đẹp cho lắm, đó là nam dưới sao La Hầu, một trong những cái hung tinh mang lại rối rắm và nạn tai. Nữ thì mang sao Kế Đô, một cái sao hao tài đau ớn, cho nên là tuy là đã vượt qua 3 năm tam tai 2016, 2017, 2018, tuy nhiên là năm nay từ đầu năm đến giờ thì mọi người mà tuổi Giáp Dần vẫn hay than vãn với mình rằng tại sao mà vẫn chưa thấy mọi điều nó tốt đẹp ở trong cái vận hạn của mình. Thì như đã nói thì mình cũng đã nói rồi, đầu năm nó hướng về cái sao đó. Thì không thể. Thứ hai nữa là mình 3 năm vừa rồi mình gặp quá nhiều khó khăn, thì bây giờ năm nay có tốt đẹp hay đi nữa thì cũng chỉ để giải quyết cái hậu quả của 3 năm trước để lại thôi, chứ không thể nào mà một bước mà vung vẩy được. Thì do là mình không có làm cái không có cái hữu duyên để mình làm cái tử vi trọn năm Kỷ Hợi 2019 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi Giáp Dần, cho nên là mình sẽ chia sẻ với mọi người kỹ hơn ở phần sao mệnh ở trong cái vận hạn 6 tháng cuối năm này. Thì đầu tiên hết thì mình như đã nói thì xét về mạng thì là các anh các chị mạng đại khê thủy gặp năm bình địa mộc là sinh xuất bổn mạng, cho nên vì vậy bổn mạng của mình cũng có phần xấu, không tốt đẹp. Sao thì cả nam lẫn nữ là đều là những hung tinh xấu nhất, nam là La Hầu, nữ thì Kế Đô. Hạn thì của nam thì là tiểu hạn, vì đó là hạn tam kheo, xây sát tay chân rất là nhẹ. Còn nữ thì hạn thiên tinh, một trong những cái hạn mà gọi là rối rắm tranh chấp. Vận niên tiếp tục vẫn chưa phải là vận niên tốt đẹp, đó là vận niên cẩu cuồng phong. Cho nên là từ đầu năm tới tháng năm này, dù là tháng tam hợp nhưng mà nó là tháng canh, canh nó khắc giáp, cho nên là công việc cũng chưa có vấn đề là tốt đẹp cả. Thì địa thiên can được cái là tốt đẹp, đó là giáp gặp kỹ là thuộc ngũ hợp, cho nên là người ta nói thắng lợi trong công việc làm ăn. Tuy có khó khăn nhưng mà công việc mọi điều có thể nói, ví dụ như các anh các chị làm ở trong con đường mà quan vận nhà nước ấy, thì có thể thăng quan tiến chức. Tuy nhiên đó là công việc nó cứ rối rắm rồi rầy rà hoài, nó bực bội, dù có được lên chức đi nữa cũng không cảm thấy vui vẻ. Địa chi Dần Hợi thì tự chủ bình hòa, không có hình không có hại nhau, là gia đạo tiếp tục là một việc tốt đẹp. Người Giáp Dần thì nam mạng thì khá là gọi là gia trưởng và cố chấp, mang cái tính coi như là chỉ huy cao ở trong con người. Nữ mạng cũng không phải là dạng vừa đâu ha, cho nên là các anh các chị thường là nếu mà đi làm trên con đường quan vận rất dễ gọi là nắm quân nắm quyền, rất là vô làm gì thì nữa thì cũng phải có lính sai ha. Rồi để vận vào 6 tháng cuối năm thì chúng ta đầu tiên phải xét đến tháng 7 âm lịch, người ta gọi là tháng nhâm thân. Tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng nhâm thân, một tháng kim. Như vậy xét về trụ mệnh thì rõ ràng là tốt đẹp. Vì sao? Kim nó sinh thủy, cho nên là bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe, còn tương sinh cho các phúc tinh và tài tinh, cho nên là có thể nói tốt đẹp hơn. Giáp với nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là tiếp tục là công việc bắt đầu có khởi sắc, có nhiều cái tín hiệu vui tích cực. Tuy nhiên là phần địa chi mà phần ảnh hưởng nhiều đến gia đạo thì không tốt đẹp. Vì sao? Vì Dần thân là lục xung, lục xung là mô tả cái sự chống đối, đối chọi nhau, chống gia đạo sẽ có nhiều rối rắm, nhất là các chị với sao Kế Đô và cùng với cái hạn thiên tinh, rối rắm tranh chấp, cẩn thận có cái tranh chấp ngay cả trong gia đạo nha. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Thì tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi á, là
tháng Quý Dậu tiếp tục là một tháng kim, cho nên là bản mệnh của các anh các chị được tương sinh, vì thế nó cũng phần nào đỡ đần đi cho cái bản mệnh bị sinh xuất của cả năm là thủy sinh mộc. À, tháng này tháng kim cho nên là mình được tương sinh thủy, cho nên bổn mạng sức khỏe có thể là tốt đẹp. À, thiên can á, thì giáp với quý tiếp tục là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc không có rầy rà rối rắm. À, tiếp đến đó là địa chi dần với dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, cho nên gia đạo tiếp tục là điều tốt đẹp. À, không có vận hạn gì quá nhiều, cũng không có quá xung khắc ở trong những cái ngày của tháng 8, tháng 8 âm lịch. À, tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 tức là một tháng giáp tuất. À, giáp tuất thì như đã nói nhiều ở những video trước, giáp tuất thì là thuộc hỏa, như vậy là mệnh thì sẽ bị gọi là thủy khắc hỏa. Đó, đó là tháng khắc bản mệnh, khắc tháng, bổn mạng gặp khó khăn, cẩn thận sức khỏe. À, là cái mệnh thủy của các anh các chị khắc tháng, cho nên là tiếp tục là một cái tháng có không tốt đẹp về phần bổn mạng của các anh các chị. Với cái bản mệnh cả năm mà bị sinh xuất cộng với cái tháng mà bị mình khắc tháng như thế này thì các anh các chị đặc biệt nhớ cẩn thận, nhất là các chị nhất là các anh với cái tiểu hạn mà tam kheo dễ bị xây xát tay chân, thì đề phòng những cái tai nạn, những cái việc mà mình bị xây xát tay chân. Thiên can thì về chữ giáp, giáp dần gặp giáp tức là đồng hàng, công việc sẽ hanh thông, không có việc chướng ngại, thậm chí là tốt đẹp lên. À, địa chi là tuất dần là thuộc nhóm tam hợp, dần ngọ tuất là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho các cái mối quan hệ ảnh hưởng đến công việc. À, như vậy thì với cái tháng 9 âm lịch thì các anh các chị dù có cái sao hạn không tốt là La Hầu và Kế Đô thì cũng không quá lo lắng ở phần công việc, vì có tam hợp của địa chi, thiên can thì chữ giáp đồng hàng, chỉ chủ yếu là cái phần bổ mạng và sức khỏe của các anh các chị nhớ cẩn thận một tí xíu thì nó tốt đẹp hơn. Như đã nói, khi mà gặp bổ mạng của cả năm hoặc là tháng mà mình gặp bị sinh xuất thì các phúc tinh và tài tinh, vì thế nó cũng không được tương trợ tốt đẹp, cho nên là nhớ cẩn thận ha. Rồi, tiếp đến đó là tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Ất Hợi, tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy mệnh cũng giống tháng 9 là thủy khắc hỏa, bản mệnh của mình khắc tháng, bổn mạng gặp khó khăn, cẩn thận sức khỏe đó, và bổn mạng của mình vì thế các phúc tinh tài tinh nó càng bị triệt tiêu. Vốn dĩ năm nay các phúc tinh mà có trong mệnh của mình cũng đã không phát huy tác dụng rồi. Hồi đầu năm thì mình cũng có nói sơ là có phúc tinh gì hoặc cứu tinh gì và phá bại tinh gì, cho nên nhưng mà bị sinh xuất bổn mạng thì là cái phúc tinh và tài tinh nó yếu lắm. Gặp cái tháng mà mình khắc bổn mạng mình khắc tháng như thế này nữa thì cực kỳ các phúc tinh là coi như là triệt tiêu bằng không, và phá và bại tinh vì thế nó sẽ hoàn thành đặc biệt. Thiên can giáp ất không xung không hợp là trạng thái cần cân bằng tự chủ, cả giáp lẫn ất thì đều thuộc mộc, cho nên là có thể nói cái phần thiên can ảnh hưởng đến công việc sẽ tốt đẹp tiếp tục, không có việc gì quá phải lo lắng. Địa chi là hợi dần, dần thân tỵ hợi. Mình đã nói rồi ha, cái tứ hành xung này nó rất đặc biệt. Trong tứ hành xung này nó cũng tiềm ẩn luôn cả lục hợp, thì dần với hợi là lục hợp, thân với tỵ là lục hợp, trong khi nó là dần thân tỵ hợi tứ hành xung. Cho nên là có nhiều người mà không có xét kỹ thì nói rằng trời ơi, sao vợ chồng con cái của cái ông đó dần thân tỵ hợi mà làm ăn có tiền quá, coi chừng phải người ta là lục hợp á, chứ không phải là lục xung đâu nha. Thì mà địa chi mà gặp lục hợp thì tốt cho gia đạo lẫn công việc ở các mối quan hệ. Như vậy thì
Tháng 9, tháng 10 khá khá giống nhau. Một tháng thì có tam hợp địa chi, một tháng thì có lục hợp địa chi. Thiên can thì không xung không hợp, công việc sẽ tốt đẹp lên. Như vậy là vượt qua tháng 7 thì bắt đầu vào tháng 6 tháng cuối năm thì có nhiều cái tín hiệu tích cực ở trong công việc. Coi thử 2 tháng cuối cùng nó sẽ ra sao. Tháng tiếp theo của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng 11, tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý thì thuộc thủy, cho nên mệnh thủy đồng hành, bổn mạng sức khỏe tốt. Dù là bị sinh xuất đi nữa nhưng mà mình nhiều thủy quá thì mình cũng đâu có đến nỗi sẽ yếu ha. Tháng này là tháng thủy, vượng vượng tài khí, vượng sức khỏe, phúc tinh và tài tinh, vì thế có chút hưởng lợi, phát huy tác dụng của mình. Thiên can thì giáp bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc sẽ khó, có chuyện mà rối rắm rầy rà nữa sẽ tốt đẹp. Đặc biệt giáp thì thuộc mộc, bính thì thuộc hỏa, cho nên là thuộc dòng tương sinh mộc sinh hỏa, cho nên dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn, đừng có mong chờ nhiều. Địa chi tí với dần thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau. Như vậy tháng 11 báo hiệu nhiều điều tích cực cả ở trong bổn mệnh lẫn cái công việc. Địa chi thì không có vấn đề, rõ ràng là tốt đẹp đối với tuổi của các anh các chị, dù có sao chủ là hai cái ngôi sao rất xấu ha. Tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Đinh Sửu. Tháng Đinh Sửu tiếp tục là một tháng thủy, cho nên mệnh là thủy đồng hành. Thiên can cũng giống như tháng 11, đó là giáp với đinh không xung không hợp. Cân bằng tự chủ về mặt tử vi, tuy nhiên là thuộc nạp âm ngũ hành tương hợp. Tự gì giáp vẫn là mộc, đinh là hỏa, cho nên là mộc sinh hỏa, tiếp tục là một tháng có tài lộc, không phải lo lắng gì. Địa chi Sửu dần là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Rõ ràng là tiếp tục là một tháng gia đạo không có vấn đề gì nhiều. Như vậy dù có cái hai cái sao tổng năm, hai cái sao mà sao chủ của cả năm, đó là La Hầu cho nam và Kế Đô cho nữ, nhưng theo cái vận trình của từng tháng trong 6 tháng cuối năm thì vẫn có nhiều điều tích cực cho các anh là các chị ở trong công việc làm ăn cũng như là gia đạo. Sức khỏe thì cần cẩn trọng một chút xíu với cái tháng 9 và tháng 10, hai tháng hỏa. Còn lại thì mọi điều đều tốt đẹp. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái vận hạn 6 tháng cuối năm đối với các anh các chị tuổi Giáp Dần. Hy vọng rằng đây là những cái thông tin hữu ích để các anh các chị ứng dụng vào cuộc sống để mà có những cái tháng trong 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi thành công, mỹ mãn, tiền tài và sức khỏe ổn định. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết mà ứng dụng vào cuộc sống để có nhiều điều tốt đẹp đến với bản thân. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của người thân, con cái hoặc là chính bản thân mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!